rải vôi sát trùng, sát khuẩn, diệt nấm, bệnh và những cái loại rệp gây hại tại cái luống rau hữu cơ. Trong quá trình chúng ta trồng rau hữu cơ sẽ có hiện tượng là sẽ có rất là nhiều thiên địch có lợi có hại sống chung với nhau. Trường hợp mà thiên địch có lợi nó phát triển mạnh hơn thì cái vườn rau của chúng ta sẽ rất là tốt, còn nếu mà có hại nó phát triển tốt hơn thì nó sẽ cạnh tranh với có lợi và nó sẽ làm hại cái vườn rau của chúng ta. Thì trong cái môi trường mà trồng rau quá dày thì rất là dễ bị rệp sâu. Thì khi mà bị rệp sâu là chúng ta sẽ xử lý bằng cách đó là thu hoạch và xử lý rải vôi. Đấy, rải vôi. Do cái vườn rau này là vườn rau canh tác theo hướng hữu cơ, không có sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Thì chúng tôi sẽ sử dụng vôi, những cái phương pháp truyền thống để giữ lại cái sự nguyên lành của đất và sẽ giúp cho cái vườn rau của chúng ta cải tạo tự nhiên hơn. Đấy, rải vôi sẽ giúp cải tạo pH đất này, sát khuẩn, sát trùng này, và tiêu diệt một số loại sâu hại bởi vì cái độ kiềm của nó cao. Rải bên quế luôn anh, rải là chiều tưới. Côn trùng sâu bọ gây hại thì nó cũng khá là sợ cái vôi trắng ha mọi người, bởi vì khi có nước vô thì nó sẽ nóng, sinh nhiệt nóng thì côn trùng nó sẽ bỏ đi. Liều lượng rải vôi trên cái đất cải tạo hiện tại ở đây là khoảng tầm 30 gram trên 1 mét vuông. Đối với đất mà bị phèn này chúng ta có thể tăng liều từ 50 gram đến 100 gram trên 1 mét vuông. Chiều anh cứu hết cỏ này ra là dục ra hoài này, để hạt cỏ nó rớt xuống nó mọc lại này. Đây là cái vườn mướp ha mọi người. Vườn mướp này thì cũng đang gặp tình trạng là bị ruồi vàng đục trái. Chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để phun xịt tỏi gần để xua đuổi cái sâu hại và cái con ruồi vàng. Vườn mướp đang ra hoa khá là đẹp. Đây, những trái mướp đầu tiên của cái vườn rau hữu cơ GC Plus 2023. Đây là bầu hồ lô. Bầu hồ lô cũng rất là sung, cũng đang ra trái nha mọi người. Rồi thì cái video hôm nay là chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người kỹ thuật rải vôi để cải tạo pH đất, sát khuẩn, sát trùng cũng như là tiêu diệt một số loại sâu hại. Từ đó chúng ta sẽ cải tạo và tiếp tục trồng rau màu vụ thứ hai. Và trước khi trồng rau màu chúng ta phải cày xới đất cũng như là bón lót thêm phân hữu cơ ha mọi người ha. Và ở đây phân hữu cơ chúng ta sử dụng là phân hữu cơ vi sinh trùng quế 100%, được nuôi tại trực tiếp tại trang trại. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và những cái giá trị tuyệt vời của côn trùng quế trong nông nghiệp sạch và bền vững. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.